Nhanh nào, ném xuống đây cho tớ. Quả kia kia. Ném xuống đây. Ê. Được chưa? Ê. Bắt chưa? Bắt lấy này. Ê. Ê. Quả kia đấy, đấy. Ấy da. Yeah. Hay. Đỡ đi thỏ. Có biết đây là địa phận của ai không mà tự động lên phá vách ta? Thả bạn ta ra. Cậu có làm sao không? Chúng ta về thôi. Cậu có làm sao không? Chúng mình đi thôi. Nhanh lên nào. Đang đau lại còn. Lại đây tớ bảo. Tớ có cắt rồi. Bôi trơn lên người luôn. Lão báo sẽ không tư được. Cậu ăn cái gì mà thông minh thế? Đi thôi. Chờ tớ với. Tên báo xấu xí kia, mau ra đây đấu với ta. Đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lê. À, muốn gì? Yeah.
Nhanh lên, bôi thêm dầu cho tớ. Ở lưng. Được rồi, tớ sẽ cho nó biết tay. Yên nào. Làm gì mà như bị ma đuổi thế? Xem cô cậu chạy đâu. Sao cô dám đánh tớ? Không có ý. Mày. Tớ sắp bắt được nó rồi, vậy mà cậu lại phá đám. Đấy rồi. Này, hai cậu cõng tớ lên với tới tổ ong. Ôi. Cậu phải kiễng chân lên, tớ mới với tới được. À, tôi có cách rồi. Chết mình. Xuống đây. Ôi chạy.
Sao chẳng chỗ nào có cá vậy nhỉ? À, kia rồi, nhiều cá quá. Có thế chứ. À, đây rồi, chỗ này tuyệt.
mát ghê, lại êm nữa chứ. Quái, tảng đá mình ngồi đâu nhỉ? À, mày đây rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Không biết nó trốn đâu mất rồi nhỉ. Thôi chắc nó chạy mất rồi. Đành về vậy. Ra đi không thì bảo. Xem người trốn trong đó được bao lâu. Này trốn này, này trốn này, trốn này. Nhả ra, nhả ra. Nhả ra. Có cách rồi. Để xem mi có chịu nhả ra không. Lu, con bị làm sao thế này? Bun ơi, cậu nghĩ cách gì cứu tớ với? Muốn rùa há mồm ra, chỉ có một cách là có một tiếng nổ thật lớn. Cách gì cũng được, cậu nghĩ mau lên. Để xem nào. Tớ có cách rồi. Đau, đau quá. Chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau làm món bánh rán. Trước hết,
Các bạn hãy cùng tôi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh rán. Nguyên liệu gồm có bột mì, đường, đậu xanh và dầu rán. Đầu tiên, chúng ta cho bột vào bát. Sau đó, ta đổ nước vào bột. Các bạn lưu ý, không đổ nhiều nước một lúc, mà chúng ta đổ nước từ từ, rồi ngoáy đều cho đến khi thấy bột đủ độ dẻo. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm nhân bánh. Đậu xanh, các bạn đổ chín rồi rã nhuyễn, trộn với đường. Sau đó, chúng ta nắm thành những nắm thật nhỏ như thế này. Nào các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nặn những chiếc bánh rán nhé. Chừa cho dầu trong chảo sôi, chúng ta thả bánh vào, để nhỏ lửa, vừa đủ để bánh chín vàng. Nếu muốn bánh có hương vị thơm ngon hơn, chúng ta rắc một ít vừng lên bánh. Bây giờ chúng ta đã có những chiếc bánh trông thật hấp dẫn. Chà, thơm ngon quá. Chúc các bạn thành công và sẽ có những chiếc bánh rán thật thơm và ngon. Tuyệt quá, các bạn mình phải làm thử ngay mới được. Chà, chắc cũng đủ nguyên liệu rồi nhỉ. Xem nào, đến công đoạn nào rồi nhỉ? Tiếp theo là cho dầu vào chảo. Mùi gì thơm thế nhỉ? La 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 la. Thành công rồi. Ôi tuyệt quá, mình phải thử ngay mới được. Mình quên mất. Chiếc bánh biến đi đâu mất ấy nhỉ? Chắc chỉ ở gần đây thôi. Thủ phạm đây rồi. Yeah.
À. Thank you.
Này đây, đấy, chính Lu vút vỏ chuối làm chúng tớ bị trượt chân ngã. Cả tớ cũng bị cậu ta làm ngã vì vỏ chuối đây này. Phải dạy cho cậu ấy một bài học mới được. Nếu không, sẽ còn rất nhiều người khác sẽ bị ngã đâu vì trò đùa quái ác của cậu ta. À, tớ có ý này. Chạy thế này nha. Nghe cũng được đấy. Cháy! Cháy nhà rồi! Cháy nhà rồi Lu ơi! Cháy nhà rồi! Cháy rồi! To quá! Cháy rồi! Cháy nhà rồi Lu ơi! Cháy rồi! Cậu đã thấy hậu quả của trò đùa tinh nghịch mà cậu bày ra chưa? Tớ biết lỗi của tớ rồi. Xin lỗi các bạn nhé. Thank you.
Chính tớ mới là người nhìn thấy trước cậu. Nhưng tớ chạy đến trước mà. Không được, cậu phải ra chỗ khác. Chỗ này là của tớ. Ôi, tránh ra chỗ khác. Nóng quá. Đánh nhau đi.
Xem cậu chạy đi đâu. Mát thế nhỉ. Ê, ê. Nhanh, nhanh.